me close, and I'm not coming down. Hello cả nhà. Action cái đầu con. Đây là cái video đầu tiên Jessie bỏ lên trên đây. Hôm nay sẽ làm bánh bò nướng. Ok, hôm bữa đó livestream á làm bánh bò nướng á, nhưng mà mọi người có nhiều người coi xong rồi không làm được. Hôm nay quay video lại làm cho, nhưng mà chưa có kinh nghiệm để mà quay video. Cho nên mọi người coi, ráng coi giùm cho Jessie nha. Cái nguyên liệu để mà làm cái bánh bò nó rất là đơn giản. Coi con gái tôi nó chỉnh cái máy mà nó mất bà nó cái đầu của tôi rồi. Ok, thôi nhìn thấy trứng thôi là được rồi. Ok. Có đứa con gái nó kêu để làm video cho mẹ mà mất cái đầu rồi. Rồi ok, ở đây mình sẽ có trứng nè. Nước cốt dừa lon nè. Thấy không cả nhà, nước cốt dừa lon cái. Và bột năng. Và bột năng. Cái mà mình không thể thiếu nữa là đường. Và cái màu lá dứa. Màu lá dứa nha. Ở đây mình sẽ có bột nổi. Bột nổi vanilla. Cái này thì phải có cũng được, mà không có cũng được. Nói chung là có thì nó thơm, còn không có thì nó không thơm, vậy thôi ha. Rồi, và một cái thành phần quan trọng nhất trong cái bánh bò, làm sao cho cái bánh bò nó mềm, nó thơm, nó dẻo ha. Thì cái quan trọng nhất trong cái bánh bò đó là Jessie lúc nào cũng bỏ coconut oil. Cái này có nhiều người sẽ không biết bỏ vô, nhưng mà Jessie thì lúc nào cái bánh bò cũng phải bỏ vô hết nha ngày cả nhà nha. Đó, thì mọi người cứ làm theo cái công thức của Jessie là mọi người sẽ thành công mỹ mãn. Hôm nay Jessie sẽ làm cho mọi người coi. Okay. Trước tiên khi mà mình làm bánh ở cái lò của mình, nhớ mở lên 350 độ dùm cho Jessie để tắt hết cái giờ. 350 độ nha, 350 độ. Lúc nào cũng phải turn cái lò lên trước khi mình làm bánh. Ở đây một cái lon nước cốt dừa như vậy á là 400ml nha cả nhà nha, 400ml. Nước cốt dừa thì Jessie sẽ dùng cái loại này vì Jessie rất thích cái loại này. Làm ra nó rất là ngon. Với lại mình làm bánh á cả nhà, mình đừng có nhắm nha. Làm bánh mà mình nhắm là nó sẽ không có chính xác. Và chúng ta ai mà làm bánh mà không có cái cân thì đừng bao giờ làm ha. Cho nên trong bếp của chúng ta lúc nào cũng phải có cái cân. Ở trong đây mình sẽ có cái lon nước cốt dừa này, là mình bỏ một cái lon nước cốt dừa này vô trong đây luôn. Cái công thức này chị Xì làm cho mọi người dễ nhớ nè. Cái lon nước cốt dừa này là 400. Ok cả nhà, 400 nha, ml. Đó, mình vét nó cho nó sạch. Ở đây mình sẽ dùng cái cân nè cả nhà nha. Mình dùng cái cân. Cái này tôi không biết làm sao á để cho mà quay cái đường, nhưng mà mọi người bỏ vô cho Tracy là 360 gram đường. Chính xác luôn rồi, đó là 360 gram đường. Cân vô trong đây 360. Tại vì lần đầu tiên tôi làm video nhưng mà tôi không có kinh nghiệm cho lắm. Cát ơi, con đi ra đây, con mở cái lò lên giùm mẹ với. Rồi con đứng con quậy cái này cho nó tan đường ở trên giùm cho mẹ. Kêu hết mẹ mà hả? Mẹ quay video cái nằm dài đó. Cái này là 360 đường nha cả nhà. Rồi sau khi mình đâm 360 đường, mình sẽ cho vô trong đây lá dứa, nước thơm lá dứa luôn. Cho cỡ một chút xíu thôi cả nhà nha, đừng cho nhiều quá. Cho nó lên màu, cái nước màu này á, nó rất là thơm. Ai mà xiên thì xay lá dứa, nhưng mà Jessie thì không có xiên rồi đó. Jessie sẽ cho luôn cái màu này. Con gái, mở cái lò lên, đứng quậy cái này dùm cho mẹ, nghe chưa? Quậy cái, không, cái bếp á. Con quậy cho nó tan đường, nó hơi ấm ấm thôi, là con tắt bếp cho mẹ. Mọi người nên nhớ là mình quậy cái này cho nó tan cái đường thôi và nó hơi ấm ấm.
Có nghĩa là khi mà mình thọt cái tay mình vô á vẫn được nha, không có nóng quá. Tại vì khi nóng quá mình tí nó mà tới thành phần mà đập trứng á thì mình chế cái nóng này vô thì nó sẽ chiếm cái trứng mình, nó sẽ có cái mùi tanh nha cả nhà nha. Mình chủ yếu mình đứng mình quậy cho nó tan cái đường thôi, để lên một chút xíu thôi cho nó tan đường nè, bỏ lên quậy chút xíu cho nó tan đường. Video đầu tiên thì nó hơi thiếu sót, nhưng mà cái video thứ hai sẽ thiếu sót không kém, lộn sẽ better hơn. Ở đây mình sẽ dùng 10 cái trứng, ok cả nhà. 1 2 3 4 à nó đang qua giờ bên kia. 5 ăn được chưa? 6 7 8 9 được không? Không có được để nóng quá. Rồi lấy ra đi. Mẹ nghĩ được rồi đó. Tan đường chưa? Tan rồi đúng không? Có hiểu mẹ nói gì không? Rồi lấy ra đi. Mẹ nghĩ được rồi đó. Tại vì con không cần phải quậy nhiều đâu. Nó nóng thế là nó cũng tan đường rồi. Ừ, để đó. Hai mẹ con hôm nay ở nhà. Ở đây mình sẽ cho vô trong đây á là cái vanilla này cho nó thơm nha cả nhà nha. Cái trứng này mình sẽ cho vô một chút xíu thôi, không cho nhiều quá, chút xíu như vậy là được rồi. Mà cái này có cũng được, không có cũng được, tại vì cái mùi lá dứa đó, nó đã thơm rồi cả nhà. Cái màu mùi lá dứa đó nó đã thơm rồi. Đây, cái nước cốt dừa đó nè, nó chỉ ấm ấm thôi nè, thấy không? Tôi rờ cái nồi được này nha cả nhà, nó chỉ ấm ấm thôi. Khi mà nó ấm ấm nhưng mà nó tan cái đường ra là được nha. Rồi trứng này mình sẽ quậy nó theo cái chiều kim đồng hồ, nhớ là quậy theo cái chiều kim đồng hồ thôi nha, đừng có quậy té lẻ âm binh ở trong đây nha cả nhà nha. Quậy theo một cái vòng tròn thôi nha, nhớ nha, quậy té lẻ âm binh là không có được đâu. Thấy không nè, đó. Làm gì á? Hả? Ừ, vanilla. Đây đây, đứng xích ra đây. Phụ mẹ gì mà đứng lòng vòng đó không à. Mình không phải là dân chuyên nghiệp cho nên là mình làm cho nó cảm thấy thoải mái thôi nha cả nhà nha. Tí nó con đừng cắt tiếng mẹ nha, phải để nói nghe chưa. Mẹ nói nhẹm nhẹm vậy nhiều cô chú mới nghe mới hiểu. Đây, khi mà trứng mình quậy tan rồi á, thường á mọi người nói là phải lọc nó, nhưng mà chưa thì bỏ qua cái bước lọc, ok. Rồi mình sẽ cho cái nước xanh này đổ vô trong đây. Cái nước dừa, cả nhà, nước dừa, nước đường với lá dứa đó mình sẽ đổ vô trong đây nha cả nhà nha. Mình đổ vô trong đây. Rồi con dẹp cái nồi này cho mẹ đi. Mình đổ vô trong đây xong mình quậy đều cái hỗn hợp này lên. Thấy không? Nó không có nóng lắm thì mình bỏ vô nó sẽ không có bị chín trứng. Mình chỉ cần nó tan đường ở trên bếp thôi, mọi người nhớ rõ cho chị xì nha, là tan đường thôi. Không cần nóng quá, cái gì cần nóng thì nóng, còn cái lúc nào mà không cần nóng thì mình cứ nhớ là không cần nóng. Rồi, mình để cái này qua một bên. Một cái bịch bột này, mọi người đến nhớ, một cái bịch bột này nó sẽ là 400g. Thì tương đương với cái nước dừa này là 400g nước dừa thì là sẽ là 400g bột năng nha cả nhà nha. Cắt nó. Đó. Cứa khúc đầu nó nè, thấy chưa? Giống như cắt đầu cá vậy đó. Đó, cứa. Rồi xong mình bỏ ra ngoài đây. Mình bỏ vô trong đây. Nhẹ nhẹ thôi để nó văng ra ngoài, mình lỡ có văng thì tí chùi thôi chứ không sao hết. Đó.
đây là mình có 400g bột năng nè. Ở đây là cái bột nổi baking powder đó cả nhà nha. Bột nổi này mình sẽ đông vô ở trong cái thau này cho Tracy là 22g bột nổi. Mọi người nhớ cái bột nổi này nó là quan trọng lắm nha. Cái bột nổi đó nó bắt buộc phải có cái bột nổi trong cái bánh bò này. Cho nên là ai mà thiếu cái bột nổi này thì khỏi làm luôn nha. Ở nhà không có thì khỏi làm. Ok. Bột nổi là 22g dùng cho Tracy. 22g. Rồi 22g. Mua cái cân về nha. Ai muốn làm bánh thì mình nên mua cân. Còn đừng có đứng đó mà nhắm. Nhắm là không có nhắm được đâu. Rồi 22g bột nổi này. Sau đó mình sẽ rây cái bột này từ từ vô trong cái trứng, cái hỗn hợp trứng này. À bé cho mẹ hai cái khuôn đi. Thấy không này, nhẹ hai cái. I need two. Sao con xịt hai cái, con xịt khuôn hai cái. Ở đây là chi phải không, để cho nó khỏi danh từng đâm thôi à, chứ đừng có sợ là bánh chai hay bột chai gì hết nha mẹ nha. Mình sẽ bỏ cái này vô, mình trộn nó. Cái mùi màu lá dứa này cả nhà nó thơm lắm, nhưng mà nhớ là cho ít thôi, cho nhiều quá nó sẽ bị nồng, nồng cái mùi đó. Sẽ không có ngon nữa. Cho cái màu nó lên vừa đẹp thôi là được rồi. Còn nếu mà muốn thơm ngon đó, thì xiên đi. Chịu khó xiên xiên năng năng một chút xíu. Mình làm gì biết không? Mình xay nước dứa tươi đó. Còn không xiên á, làm biếng thì làm như vậy. Nhẹ nhàng với nó thôi. Nhẹ đây là chi phải không, để cho nó khỏi văng tùm lum thôi à, chứ đừng có sợ là bánh chai hay bột chai gì hết nha cả nhà nha. Với cái công thức này á mọi người á, gái đây đây, gái đứng quậy cái này cho mẹ nè. Đây nè, quậy nè, văng ra ngoài bây giờ. Không bao giờ chụp hình. Chụp hình xong rồi cái mặt đẹp vậy, cười lên thì đẹp. Không bao giờ chụp hình mà cười hết á, cái mặt cứ chụp hình cứ bơ bơ. Làm gì mà lụ tụ tao xẻ tóc lù xù vậy hả? Cột nó lên. Làm bánh mà xẻ tóc lù xù như vậy, rớt tóc hết vô trong đó rồi sao? Ai ăn, tí nó con ăn nha. Ở trong đây mình sẽ cho 2 muỗng canh nha cả nhà. 2 muỗng canh coconut oil đó cả nhà nha. 2 muỗng hoặc là 1 muỗng rưỡi cũng được. Nhưng mà chị thì cho 2 muỗng vừa thôi, đừng có bung lên nha cả nhà. Vừa thôi nha. Vừa tới cái mép của nó là được rồi. Mình sẽ bỏ cho cái dầu dừa này, mới bỏ microwave cho là 20 second thôi. Quay nhẹ thôi, bánh mà không có nâng niu gì vậy. Nãy giờ nó quay ngược lại rồi, cũng không sao hết nha cả nhà nha. Cái này mình sẽ lọc qua rây. Thấy không, con gái gì mà kinh khủng quá.
ngoài xíu. Nè, mình lọc cái này nó qua đây cho nó mịn xíu cả nhà nha. Rồi cái bột hồi nãy còn dư ở đây nè, mình ráng đó, mình vừa lọc qua một cái mình quậy nó luôn. Thấy không? Thường đó là chị sẽ lấy một cái nồi khác, một cái nồi khác để mà ấy, để cho nó khỏi bị lợn cợ. Nhưng mà anh đây lười quá, làm luôn không có sao hết đó, vẫn ngon như thường. Lấy cái này rây nó, thấy không, rây nó đó. Mọi người xiên á, mọi người lấy cái ấy nha. Cái này là tôi thuộc dạng làm biến rồi, nhưng mà chỉ mọi người cái công thức này rất là chuẩn luôn, nướng cái bánh bò ra rất là thơm. Đây, con nghe cái máy nó kêu không? Mình sẽ tán cái bột này cho nó tan hết ra. Lúc đầu á, tại sao mà chị thì nói không có cần phải lọc cái trứng cả nhà, không cần đâu. Nó thấy chưa, cái đồ lọc này á, hôm nay nó cũng nhỏ quá đi nè, nó không có cái đồ lọc mà bự. Yeah, không biết nó úp chén bát xong cái nó nhai nó nuốt luôn mấy cái đồ lọc hay sao quá hả, mấy cái đồ lọc bột nè. Tụi con úp chén bát xong rồi tụi con nhai tụi con nuốt luôn cái đồ lọc bột của mẹ hả? Dạ. Sao mẹ không thấy vậy? Dạ nó hả? Đọc mấy giờ? Con nhà gì mà hỏi nó không biết tiếng Việt mà nó hiểu. Nó kêu nó ít kìa. Tí nó phải đưa nó đi bác sĩ lấy ra. Tại nó ăn bà nó cái đồ lọc. Tí nó nằm xuống mẹ khám cái bụng coi. No, it nghĩ xong một giờ nó bị cà lông. Nè, bỏ này ra xin đi. Được cái này luôn. Rồi, sau khi phải cái khăn cho mẹ để mẹ lau cái nước cốt dừa nè, cái này là nước dầu dừa nè, lấy cái khăn lau cái này, đứng đó mà nhảy như khùng, đổ hết vô trong đây nha hai muỗng. Bắt đầu mình đánh đều lên. Mình trộn đều nó lên thì mình sẽ được một cái hỗn hợp rất là mịn. Thấy không? Nhớ nha, phải mịn giống như vậy nha. Mặc dù hồi nãy á, là Tracy không có đổ ra mà cái thau đó còn miếng bột, nhưng mà phải quậy cho nó tan. Còn nếu mà ai á, mà nhắm mà quậy không có tan được á, thì mình làm ơn mình lấy cái thau khác dùng cho Tracy nha. Tôi là đại lười nhưng mà tôi quậy nó tới nha. Nếu ai mà quậy không tới lấy cái thau khác dùng cho Tracy. Rồi mình sẽ chia cái hỗn hợp này thành hai khuôn nha cả nhà nha, hai khuôn, nhớ là hai khuôn. Cái lò hồi nãy nó đã nóng rồi á cả nhà, nó nóng lắm luôn rồi á, thì mình sẽ mở cái lò là 350 độ cho hai cái khuôn này, chứ sẽ nướng trong vòng là 45 phút nha cả nhà nha, 45 phút. Đây, gái có quay được cái bên đó 300 để ghép vô không? Lò này là 350 độ. Mình sẽ để cái phần ngăn trên. Đó. Thấy không? Được, nhảy cái lò xuống phía trên. Cái lò này là nó đi theo tôi không biết bao nhiêu lần. Tham nè cả nhà. Cái phần tham là mình sẽ chỉnh cho chị thì là 45. Mình coi. Bây giờ mình sẽ đợi thôi. Đợi cái này nó chín. Nhưng mà trong lúc đợi cái này nó chín á, chị sẽ đã có nướng sẵn một ổ rồi. Chị sẽ đã có nướng sẵn một ổ bánh bò rồi. Gái, chỉnh cái này lại đi gái. Sao cái này nó méo vậy? Đó,
kéo nó qua bên đây xíu, kéo nó qua bên đây xíu, con xoay cái này qua bên đây xíu, rồi ok rò cái đầu con. Mình sẽ lấy cái bánh bò ra ở đây, chị chỉ có một cái bánh bò chị chỉ đã nướng sẵn rồi, nó vẫn còn ấm đây đây. Ủa sao nó tối quá vậy? Tại con á. Con lấy cho mẹ một cái dĩa ra đây. Ok. Tay rửa sạch sẽ rồi nha cả nhà nha. Cái khuôn nè, cái khuôn này con xịt chưa có ấy nè, thường thường mà cái khuôn mà xịt á mà lấy ra được một cái là nó ấy liền luôn. Nè, nó xịt không có kỹ nè, thấy chưa cả nhà. Cái bánh bò thấy không cả nhà, rất là mềm luôn. Mình cắt cái bánh bò ra. Mọi người thấy cái bánh bò chưa? Hả? Đó, nó còn bốc khói lên mà cái độ mềm của nó, rễ tre của nó nè, thấy chưa? Làm cho nó giống như chơi xì vậy đó, nãy giờ hơi tận xíu. Lấy cái dĩa nhỏ thôi, lấy chi mà cái dĩa quá hớp vậy. Mau ăn thôi. Cái miếng bánh bò nè mọi người thấy chưa, nó rất là mềm. Ừ. Đó. Cắt làm sao cho đẹp ta? Thôi cắt như vậy đi ha. Cắt như vậy đi. Đó, cái con dao này cắt đã lắm. Con dao này cắt cái gì cũng đã hết. Đó. Cái con mập này nãy giờ nó đòi ăn đây nè. Nhưng mà con để nó nguội chút xíu nó ngon. Thấy không cả nhà? Cái miếng bánh bò nha, cái miếng bánh bò của tôi đó, công thức rất là đơn giản luôn. Phải nói là mọi người chỉ có cần lấy nửa tiếng đồng hồ mọi người quậy bột thôi à. Tối nhiều khi đói á, cần nửa tiếng đồng hồ quậy bột thôi là mọi người có thể làm được rồi. Kêu có con nó thì kêu nó đứng nó phụ lại nhảy cho nó đỡ buồn. Đây ha, cái miếng bánh bò ha. Ai mà làm bánh bò mà kêu khó, chứ gì nói thật chẳng cần cầu kỳ gì đâu. Nếu mà xiên á, cầu kỳ á, thì mình xay nước lá dứa, còn không thì thôi chẳng cần phải xay. Đó, thấy không? Nó ngon, nó mềm tới mức độ mà cắt nè. Ăn miếng này xấu xí đi. Rất là ngon luôn cả nhà nha, rất là ngon. Này á, video này á, không có ý là cầu kỳ hay là cái gì hết, nhưng mà cái chỉ cần là ngon là được, ngon không? Dám nói không ngon, quánh cái xè mỏ. Rất là ngon nha cả nhà nha. Đó. Nướng một chút xíu 45 phút là mình xong cái ổ bánh bò rồi. Mai mốt mà ví dụ như nhà có tiệc có gì, bánh bò mà quách thôi. Đơn giản mà rất là mềm. Mềm cực kỳ mềm. Ha. Rất là mềm. Lấy cái ly nước chè cho mẹ con. Và đem màu xanh kìa. Đây cả nhà. Thấy chưa? Ngon chưa? Rất là ngon đó. Làm đúng theo những gì mà chị sư chỉ. Ai mà làm xong nhất. Thành công rồi á. Bóp lên Facebook cho cô lấy động lực. Tôi chia sẻ tiếp. Ok nha cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Gái, tắt video. Bye bye. Bye bye.